Vâng, em xin chào các bác. Hôm nay mát rồi, thời tiết mát rồi và cũng có thời gian đi tìm những cây ngoài tự nhiên. Khu vực này là khu vực người ta trồng hoa cây cảnh. Đây, em quay cho các bác ngắm này. Đây, cả một cái cánh đồng trồng hoa cây cảnh. Giờ em sẽ đi tìm cây tự nhiên về chơi bonsai. Đó. Rất nhiều đằng sau đây là vâng, ở đây là khu vực người ta trồng cúc, đào, quất, chanh, bưởi, các loại cây cảnh. Một cả một cánh đồng rộng mênh mông tận đằng xa kia nữa. Bây giờ em sẽ đi tìm cây tự nhiên ở giáp bờ ngoài xem có cây nào làm được cây bonsai. Đây là đào, chơi tết xong lại mang ra cánh đồng trồng đã. Đây quất đây, quất trồng lại đây này. Khu vực trồng hoa cây cảnh thì cung cấp cho những cái ngày cao điểm. Khu vực đây là bờ ngoài, em sẽ đi tìm cây tự nhiên. Em không biết có được cái cây gì không. Đây cây lộc vườn to lắm. Đây, cây lộc vườn này chú để cho nó mát rồi. Cây bờ ngoài này là giáp ruộng của ông chú. Hôm nay ông sẽ bảo là ra xem có cái cây gì đẹp để cháu lấy. Thì em sẽ quay video cho các bác xem cho đỡ buồn. Mưa gió hôm nay mát rồi. Mà hôm nay cũng là ngày chủ nhật, em được nghỉ có thời gian đi tìm cây bonsai. Đây có cây dưới. Cây dưới này bé nhưng mà lá nó to, em không thích. Còn đi tìm cây khác. Cây tự nhiên thì giờ đến mùa xuân thì cây hết ngủ đông rồi. Nên là các bác có muốn khai thác thì các bác đi khai thác dần là được. Vì là cây hết ngủ đông nên mình khai thác về mình dâm ủ cây sẽ lại tròi luôn. Đây là cây dưới, đây cây dưới nữa. Cây dưới này to, già mốc trắng rồi nhưng mà được cái bệ đẹp, bệ trái rất đẹp. Cũng tội là cái đường thân của nó đơ quá, nó không có thân quái. Cái dưới này chú chặt ngọn đi rồi. Em quay cái ngọn xem là như thế nào. Em quay ngọn đây à? Ngọn này to rồi các bạn. Cũng khả năng là khai thác được cái ngọn này thôi. Hơi nhiều điểm mà quái của nó. Cháu chào chú nhá. Vâng vâng. Cháu quay cái video lên cho khán giả xem cái cây dưới này thì là
cháu muốn khai thác cái ngọn dưới này về dâm ủ làm cây bonsai. Ngọn dưới này giờ em sẽ cắt xuống để em xem như thế nào. Bây giờ em dừng máy để em cắt nha các bác nhé. Vâng, cuối cùng em đã cắt cái ngọn dưới thành công. Đây, cắt cột thì mất 2 tiếng đồng hồ mới cắt xong. Đây là ngọn dưới em đã cắt xuống đây. Rồi, quay cho các bác xem. To khục. Này được cái nó dầm dài đây. Cắt nó nhàn này. Chân tay đầu cút rất nhiều. Cái ngọn này rất nhiều dữ liệu để làm. Cao cơ độ là 60 phân thôi. Nhìn rất khủng. Đường chạy của nó rất khó chịu. Thôi giờ em cho em lên xe mà trở về nhà này, chỉnh sửa lại. Ok các bác ạ, thế là cái ngọn dưới là em đã mang về nhà, em chỉnh sửa, em cắt đục tay chân chi cành. Em quay cho các bác ngắm. Ồ, hình ảnh hôm nay nó mưa, cái hình ảnh hôm nay nó không được nét nữa. Cái ngọn dưới này cao được 50 phân. Đây, em quay tổng thể cho các bác ngắm. Em là em định lấy cái mặt này em mặt tiền đây, nhưng mà cứ để sau này cây nó lên xong là mình ngắm cái mặt nào nó đẹp thì mình lấy. Đấy. Nhà các bác mà có cái ngọn dưới hoặc là cây dưới mà nó đơ mà nó không làm được cây bonsai mà cái ngọn dưới nó đẹp ấy, thì các bác cắt làm như em như này. Cái ngọn dưới là đường chạy rất khó chịu, hầm hố, tay cảnh chạy rất khó chịu. Đây là em đã đục và cắt côn lại hết tay cảnh. Mặt cắt này em lấy dao sắc ấy, em bo cái mặt cắt lại hết rồi. Như này đây, đục chỉnh sửa hết rồi. Đây là mặt cắt lại em bo hết. Tay chân néo hết với nhau rồi. Cũng dạng là hàng trung. Những cái mặt cắt ấy các bác lấy cái dao thật sát để các bác gọt này. Cắt chỉnh sửa xong các bác gọt như thế này. Đấy. Gọt hết cái phần vỏ và phần gỗ. Đầu cũng bo hết mà chân cũng bo hết, sau đó là các bác lấy cái rẻ khô các bác lau hết cái nhựa của nó đi. Hết cái nhựa mủ. Nó là dạng mủ đấy. Đây, mùa xuân này các bác có chơi dưới là các bác khai thác được đấy. Vì mùa xuân là cây nó hết ngủ đông rồi. Nên mình khai thác về là mình dâm ủ là sống. Sau khi các bác cắt hết mặt cắt rồi, các bác bo hết cái mặt cắt này rồi thì là sau đó bác lấy rẻ bác lau sạch đi. Nó sạch đi xong là ta dùng keo. Đây là hộp keo Mỹ Tiến. Chẳng có gì cao sang. Đây. Keo Mỹ Tiến, liền sẹo, liền da này. Các bác dùng cái loại keo này để mình bôi lên những cái mặt cắt. Bây giờ em lật ngửa nó ra. Đây là phần đế này. Phần đế này em đã lấy máy cắt nó cắt bằng tiệt luôn.
nó to nên phải nếm mới cắt cắt. Đây là những cái đường mà em bò hết đây. Đấy, em quay gần cho các bác nhìn này. Đấy, bò hết đi. Đấy, sau đó là lấy rẻ lau sạch sẽ, nó khô ráo đi. Mình dùng keo Mỹ Tiến. Mình bôi lên cái chỗ mặt cắt này. Đấy, bôi một lớp mỏng thôi. Đấy, bôi cả phần đế luôn. Đấy, sau khi mình bôi hết cả đế lần tay cành ấy, thì mình để cho nó khô. Sau 2-3 tiếng mình để cho nó khô, mình bôi lần hai các bác nhé, nhớ là phải bôi lần hai vì cái keo này nó có tác dụng là nó như kiểu dạng áo mưa, mình đi mưa nó không ướt ấy, vi khuẩn sau này nó không xâm nhập vào. Các bác bôi hết hai lần đấy thì em chia sẻ tới các bác là cái phôi này ấy là mình mang đi trồng ngay là không sống được đâu nhé, vì là cái trong cái lượng nước của cái ngọn ruối này mới cái lượng nước ở ngoài nó vẫn còn cân bằng, nó chưa chênh lệch, nên là mình dâm luôn thì nó không sống đâu. Các bác mang vào cái chỗ dâm mát các bác, cái mùa xuân này thì nó ẩm thấp thì các bác để sau 12 đến 15 ngày các bác mang ra các bác dâm thì cái sự sống rất cao. Thì lúc mà dâm thì em sẽ làm video riêng, dâm ủ phôi ruối em làm video riêng thì cho các bác tham khảo. Bôi chủ yếu phần da là chính, di thật mạnh tay vào để da nó, cái phần keo nó bám chặt vào cái phần da này.